Jenny thì xin mến chào tất cả các anh chị. Hôm nay Jenny thì muốn chia sẻ với các anh chị một cái giải pháp làm đẹp với ba sản phẩm mà anh chị không thể thiếu được trong làm đẹp. Thì với ba sản phẩm này tại sao nó lại quan trọng như vậy? Thì Jenny thì xin chia sẻ cái màn hình. Trước khi Jenny thì chia sẻ thì Jenny thì cũng xin giới thiệu bản thân mình một chút. Thì mình tên đầy đủ là Jenny Trinh Nguyễn. Hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas, và mình hiện tại có 4 người con. Mình làm trong cái ngành làm đẹp như vậy là được khoảng gần 16 năm rồi, và da của mình hồi xưa bị nám rất là nhiều và rất là nhạy cảm. Sau đó thì mình đã tìm hiểu rất là nhiều dòng sản phẩm để mà điều trị cho da của mình, nhưng mà không những không có cải thiện được mà càng ngày da càng trở nên nhạy cảm hơn. Thì cuối cùng Jenny đã tìm được cái dòng sản phẩm này của Nu Skin hoàn toàn tự nhiên, và khi Jenny sử dụng thì không những nó cải thiện được cái vấn đề mà da nhạy cảm mà nó còn cải thiện được nám của Jenny rất là nhiều. Cho nên hôm nay đó thì trong một cái quá trình hơn 10 năm làm việc với kinh doanh Nu Skin và tìm hiểu rất là nhiều về cái dòng sản phẩm của Nu Skin cũng giống như là dòng sản phẩm của bên ngoài, và tìm hiểu rất là nhiều về da, thì hôm nay Jenny muốn chia sẻ một chút xíu về cái này để anh chị có thể hiểu hơn về da của mình để anh chị có thể chăm sóc nhé. Đầu tiên đó anh chị, là Jenny muốn chia sẻ với anh chị về cái cấu trúc của da. Khi mình chăm sóc da của mình thì mình cần phải hiểu được cái cấu trúc nha. Cái cấu trúc của da mình có cái lớp bên ngoài này gọi là lớp biểu bì nè. Cái lớp biểu bì này gọi là tế bào chết. Thì cái lớp này đó, nếu mà anh chị để lớp da của mình có quá nhiều tế bào chết thì da của mình sẽ khô, sẽ cằn cỗi, giống như là lớp vỏ gỗ khô bên ngoài để bảo bọc được cái thân cây gỗ vậy đó. Và nếu mà nó quá khô, nó quá cằn cỗi đó thì nó sẽ không có thẩm thấu được những cái dưỡng chất đi vào trong da của mình, cho nên lúc nào nhìn da của mình cũng sần sùi cả. Cái lớp thứ hai đó là lớp trung bì, nó gồm có những sợi collagen. Anh chị lúc nào cũng nói là mua collagen uống, thì cái collagen này rất là nhiều, anh chị thấy không? Thì ở trên da của mình nó chiếm 80% là collagen, cho nên collagen là một yếu tố đóng vai trò rất là quan trọng trong việc trẻ hay già, đẹp hay xấu. Cái thứ hai là elastin. Elastin là một thành phần mà anh chị ít khi nghe tới, nhưng mà nếu không có elastin thì collagen cũng sẽ không có thể nào làm cho da mình đẹp được. Cho nên cái elastin và collagen nó phải đi chung với nhau. Ngoài ra nó còn có nguyên sợi bào ngoài tuyến mồ hôi hoặc nang lông, nó nằm sâu ở dưới này ha. Lớp hạ bì thì nó gồm có những cái sợi máu và những cái mỡ này, những cái cơ mỡ để nó đỡ cái lớp trung bì của mình. Ok, đơn giản như vậy để anh chị dễ hiểu ha. Qua cái thứ hai đó anh chị, là Jenny muốn nói về cái vấn đề đầu tiên trong quy trình chăm sóc da, đó là rửa mặt. Rửa mặt phải sạch nhưng mà không được làm tổn thương da. Khi mà anh chị rửa mặt sạch đó thì anh chị thấy dưới này nè, nó có những cái tuyến bã, những cái nang lông, những cái tuyến dầu rồi dưới này. Thì khi anh chị sử dụng cái máy rửa mặt xoay hai chiều này đó anh chị, thì nó sẽ đi sâu vào và nó lấy được những cái chất bã, chất dơ này nọ ở dưới da của mình lên. Đồng thời đó, cái máy này đó nó có 7 cái tiện ích khác nhau. Có một cái tiện ích á, là nó xoay hai chiều, nó kích hoạt, nó massage để cho máu huyết của mình lưu thông, cho da của mình hít thở tốt, thì da của mình mới khỏe mạnh và mới hồng hào lên được, mới có sức sống lên được. Một điểm rất là đặc biệt đối với cái máy rửa mặt Lumispa, nó không phải là cái máy rửa mặt bình thường mà nó có khả năng điều trị anh chị ha, nó có khả năng treatment nữa. Ok, cho nên khi anh chị da anh chị bị nhạy cảm hay da anh chị bị dầu hay bị mụn, anh chị sử dụng cái máy rửa mặt này, anh chị sẽ cải thiện được những cái vấn đề đó. Đồng thời anh chị phối hợp với lại cái kỹ thuật mình nâng cơ mặt của mình thì anh chị sẽ giúp được một cái phần nào về nâng cơ mặt và làm mờ nếp nhăn ha. Rồi, bây giờ anh chị đi sâu về cái vấn đề này, vấn đề thứ hai và thứ ba thì mình muốn nói tới đó, đó là cái cấu trúc của cái lớp trung bì của da này ha. Thì khi cái lớp trung bì này nó có những cái sợi collagen đó ha, đây là những cái sợi collagen, những cái mắt xích màu xanh này là những cái elastin. Ok, những cái sợi collagen này đó, khi mà sau 18 tuổi thì một năm như vậy anh chị sẽ mất đi 1,5% collagen. Vì vậy mà da của mình nó sẽ bị trũng xuống vì mình bị mất đi collagen. Nhưng mà ngược lại, anh chị cung cấp collagen thì collagen thì elastin của mình nó cũng bị mất đi bởi những cái yếu tố bên ngoài, rồi mệt mỏi, rồi cuộc sống, rồi stress vân vân và vân vân. Ánh nắng mặt trời, nhiệt độ, tốc độ làm việc quá nhanh, không được nghỉ ngơi, không được chăm sóc một cách kỹ lưỡng thì cũng sẽ bị mất đi collagen và elastin.
thì ethosin là những cái nối, những cái chốt, nó giống như là những cái chốt để nối lại những cái sợi collagen này với nhau để nó có thể đứng vững được. Và khi mình mất đi cái chất elastin này đó thì những cái sợi collagen nó sẽ bị gãy đi, vì vậy nó cũng sẽ bị mất đi và nó sẽ bị trụng xuống. Cho nên elastin và collagen phải đi chung với nhau ha. Vì vậy đó là mỗi ngày mình cung cấp cho cơ thể của mình một gói collagen để mình có thể lấy lại lượng collagen mình mất đi. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm collagen của công ty Nu Skin gọi là Collagen Plus, nó còn có ba cái thành phần khác nữa, nó giúp cho cơ thể của mình tự sản sinh ra collagen, nó giúp cho khả năng giữ ẩm từ trong ra ngoài rất là tốt, cực siêu giữ ẩm ha, và nó làm cho da của mình rạng ngời lên. Ngoài ra khi một số người sử dụng, đa số người sử dụng collagen thì ngủ rất là ngon và bớt đau nhức rất là nhiều ha. Và cái thứ hai và cái thứ ba là elastin. Elastin thì trong sản phẩm của Nu Skin gọi là True Face Essence Ultra có cái chất gọi là elastin, và nó là sản phẩm duy nhất độc quyền ở trên thế giới có thể mang lại cho anh chị elastin, đồng thời cũng với cái công nghệ chống lão hóa Eclat, nó sẽ giúp cho cơ thể của anh chị sản sinh ra cái elastin của mình nữa. Vì vậy mà khi anh chị phối hợp giữa máy rửa mặt LumiSpa cộng với uống collagen mỗi ngày một gói và True Face Essence Ultra một ngày 2 viên buổi sáng và buổi tối, thì anh chị sẽ có một làn da vừa ý của mình ha, một làn da tuyệt vời như ý của anh chị muốn. Và đây là một cái quá trình chăm sóc da căn bản, là anh chị cần phải rửa mặt một ngày 2 lần, bỏ toner, bỏ kem dưỡng ẩm. Buổi tối cũng vậy, rửa mặt một ngày 2 lần, bỏ toner và bỏ kem dưỡng ẩm ban đêm, ban ngày thì kem dưỡng ẩm và chống nắng ban ngày ha. Nhưng mà bởi vì mình có dùng collagen cho nên mình sẽ thuộc vào cái nhóm là chăm sóc da chuyên sâu. Thì mình sẽ rửa mặt một ngày buổi sáng và buổi tối. Rồi mình rửa mặt bằng máy LumiSpa xong thì mình sẽ dùng nước hoa hồng. Rồi sau khi nước hoa hồng thì mình dùng những cái điều trị. Thì anh chị dùng True Face Essence Ultra là một loại điều trị mà anh chị không có rửa đi, bôi lên rồi lip cái cơ của mình rồi anh chị không có rửa đi. Thì Jenny sẽ kèm thêm cái video hướng dẫn kỹ càng sử dụng ba cái sản phẩm này ha. Rồi ban đêm á thì anh chị nên tẩy tế bào chết một tuần ít nhất là 2 lần, và cái quy trình chăm sóc nó tương tự như vậy thôi: rửa mặt, toner, điều trị. Rửa mặt thì một tuần 2 lần mình có thêm tẩy tế bào chết, buổi ngày thì bôi kem chống nắng và buổi tối thì bôi kem dưỡng ẩm, đơn giản chỉ là như vậy thôi là sẽ cho anh chị một làn da tuyệt vời. Vì vậy với cái video này, Jenny muốn nhắn gửi với tất cả các chị em phụ nữ phái đẹp á, là ngoài cái việc rửa mặt sạch một ngày 2 lần với máy LumiSpa để rửa mặt sạch sâu và điều trị, kích thích cho da của mình lưu thông và làm cho da của mình tươi trẻ và thoáng mát á, thì anh chị nên dùng collagen một ngày một gói. Đồng thời nếu mà anh chị muốn giữ được cái collagen nó lúc nào cũng khỏe mạnh trong đó, thì anh chị nên dùng thêm viên True Face Essence Ultra để mà có thể chốt lại những cái mấu chốt của collagen để giúp cho da anh chị lúc nào cũng căng bóng và khỏe mạnh cả. True Face nó có dạng viên, nó có dạng pump và nó có dạng cream nữa, nó có ba cái dạng khác nhau. Collagen của Mỹ thì ở dạng nước, của Nu Skin ở tại thị trường Mỹ có dạng nước, ở thị trường Australia thì ở dạng bột. Thì hiện tại chỉ mới có hai nước là Úc và Mỹ là đang có collagen mà thôi ha. Rồi, Jenny mến chúc cho các chị bữa nay, từ bữa nay trở đi chăm sóc da của mình kỹ càng hơn và một ngày một xinh đẹp, trẻ trung, đặc biệt là tự tin với chính mình. Anh chị nhé, good night và hẹn gặp các anh chị trong cái video hướng dẫn sử dụng ba cái sản phẩm đó ha. Ok, bye bye.